tới đây, tới đây. Ờ, xin chào mọi người nha. Hiện tại thì mình đang ở dưới xã Gia Co, huyện Chư Sê cả nhà. Ở đây rất là nhiều em nhỏ mới sáng thức dậy thôi, chuẩn bị mua ít đồ ăn đi rừng. Nhưng mà ở đây thấy rất là nhiều em nhỏ, hôm nay là mình sẽ đi mua bánh kẹo cho tất cả các em nhỏ ở đây nhé. Mình đi gọi hết mấy đứa ở làng ra đây. Trong làng còn nhiều trẻ con không? Hả? À? Trong làng có nhiều người nhỏ không? Hả? À? Ít thôi. Ít hả? Đi đi gọi hết về đây. Gọi hết tập trung đây. Tới đây cho kẹo tới đây, tới đây. Tới đây. Rồi để đi vô con trong quán mua ít đồ đã. Mua bánh đã. Đứng đây chờ nha. Không được đi đâu nha. Nín thở đứng đây chờ nha. Đi mua ít kẹo đã. Rồi đã mua được ít bim rồi nhà ơi. Rồi tới đây cho đây. Ăn xong là không được vứt rác lung tung nha. Ăn xong là rác là bỏ chỗ kia để đốt nha. Rồi để từ từ mở ra đã. Tới đây, tới đây, tới đây. Mở ra đi, mở ra đi, mở ra đi. Xé ra, xé ra, xé ra. Xé ra. Xé ra. Xé ra. Xé nhỏ rất là lung tung. Rồi, mở ra đi, mở ra từng gói cho mấy đứa đi. Tới đây, hai đứa lớn tới đây. Mở ra chia cho mấy đứa nhỏ đi. Tới đây mở ra đi chia cho mấy đứa nhỏ chứ anh ơi. Tới đây, mở ra đi. Mở ra chia cho mấy đứa nhỏ, ăn xong là cái bì rồi vứt vô kia chỉ để đốt nha. Không được vứt lung tung nha. Bé tới đây mở ra chia cho mấy đứa nhỏ chứ anh ơi. Ê, mở ra chia cho mấy đứa nhỏ đi. Mở ra chia đi. Mở ra chia cho mấy đứa nhỏ đi. Rồi, mấy đứa xếp hàng nha, mấy đứa xếp hàng nha. Mở ra chia, bé tới đây, mở ra chia cho mấy đứa nhỏ cho anh với. Đây, nhỏ đông lắm mọi người ơi. Mở ra đi, mở ra đi, đứa nào đứng chia. Rồi, đứng chia cho từng đứa hết đi. Chia hết cho từng đứa đi. Rồi, chia hết cho nó đi. Chia hết đi, mà thiếu mua thêm. Xếp hàng vô, xếp hàng vô. Không được... đông quá. Rồi, chia hết từng đứa cho nó. Cho một đứa một gói. Thiếu thì vô mua nữa. Đấy. Mấy em nhỏ này rất là đông luôn mọi người. Rồi chia hết đi. Em mở ra kia chia giùm anh với. À xong bị bóng không được vớt lung tung nhá. Rồi. Mở ra chia hết cho đây. Chia đi, người lớn, người già, người trẻ chia hết. Tập trung hết ra đây. Rồi chia hết đi. Ăn xong là bị bóng là không được vứt lung tung nha. Dạ. Có một chỗ rồi vứt vô bỏ chiếc kia để đốt nha. Dạ. Rồi mở ra đi, mở ra đi. Tập trung ra đây, ra đây, ra đây. Bên kia còn rất là nhiều nhỏ luôn mọi người. Hôm nay là chia hết trong làng luôn. Rồi qua đây, qua đây. Chia hết cho nó đi. Đủ chưa, đủ chưa? Đủ chưa? Đủ hết chưa? Bên này là mấy đứa đủ hết chưa? Rồi mở ra ăn đi. Đứa kia chưa có này, đứa kia chưa có này. À có rồi. Mở ra ăn đi, mở ra ăn đi. Mở ra ăn đi, ăn xong rồi mua nữa. Ăn xong rồi mua ăn nhiều cho no luôn. Rồi, tao mua hết đứa nhỏ ra đây. Sau này tính mua ít đồ ăn để đi rừng cả nha. Ra chỗ quán đây thì đang đứng chờ chị chủ quán đang sắc gạo thì mình thấy mấy em nhỏ ở đây đông quá đông nên là mình mua cho các em nhỏ. Hình như mấy em nhỏ thấy mình ở đây nên là thấy thích đi chơi với mình ấy. Rồi ăn đi mở ra ăn hết đi. Ăn hết đi rồi thiếu thì muốn ăn nữa thì mua tiếp. Ăn đi. Nhưng mà rác là phải vứt một chỗ nha. Không được vứt lung tung nha. Cháu hay ăn cái này không? Cháu hay được ăn cái này không? Ừ. Ăn đi. Cô này mấy tuổi rồi, học lớp mấy rồi? Ngon nha. Bánh kẹo quá ngon luôn nha. Rồi thế chào chú miếng nè. Chào chú miếng nè. Đợt này là tốt nha. Kia có chưa? Về nó đây. Ê. Rồi. Không được vứt rác lung tung nha. Ăn xong á là mình ê. Nhưng mấy rác này là nhặt hết nha. Ê. Đứa nào bỏ rác này là nhặt hết rồi nha. Không được xả rác nha. Ăn xong á. Ăn xong là rác vứt vô một chỗ. Ăn hết một lần đi rồi chia cho một lần nữa. Ngon không? Ngon không cô? Cháo ngon không?
Bánh càng ngon không? Ngon. Hả? Nãy cho mấy đứa hết mà không đứa nào cảm ơn nha. Nãy cho hết mà không có đứa nào cảm ơn nha. Bỏ rác vô bì đây, tí nữa là gom và bỏ vô trong kia là đốt rác, chứ không được vứt rác lung tung ở dọc đường nha. Đấy. Ngon không? Ngon. Quá ngon luôn đúng không? Hãy đi là chia tí một lần nữa. Bên kia có chưa? Gọi qua đây cho ăn một lần nữa. Qua đây, qua đây. Con này chưa có à? Nếu chưa có lấy cho nó đi. Nè. 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 Có rồi, cho tiếp nữa. Nè, cho tiếp nữa nè. Cho hai đứa hai bì. Bỏ ra. Rác là không được vứt lung tung nha. Không được vứt rác lung tung nha. Ăn xong vứt rác bỏ chỗ kia để tí nữa đào đốt. Rồi. Ăn đi, ăn đi. Ăn mạnh mẽ đi. Ăn mạnh mẽ đi rồi thiếu một tiếp. Mở này ra tiếp đi. Mở ra. Xe ra cho chú đi. Rồi, bây giờ chia một lần nữa nha. Rồi, chia một lần nữa này. Đây thì chia đi. Cho đứa nào lớn tới chia đi. Đứa lớn tới chia cho mấy đứa đi. Rồi, chia một lần nữa. Từ từ, không dành. Không dành nha. Chia từ từ, thiếu là chia mua tiếp. Chia từ từ thôi, thiếu là mua tiếp. Không dành. Không có dành giật nha, thiếu thì mua tiếp. Một đứa một bì. Đây. Đấy, chia ra cho nó đi. Nhỏ quá là nhiều luôn. Ăn từ từ, đừng nuốt nhiều quá nó mắc gạn nha. Chia cho hết đi, chia cho đứa nào chưa có là chia cho nó đi. Mấy đứa vứt rác lung tung nha, nhặt rác đi kìa. Nhặt rác đi. Đúng rồi, nhặt rác đi, chặt rác vứt vô chỗ đi. Ăn xong là phải dọn dẹp sạch sẽ nha. Rác này nè, rác này nhỏ nè. Nhặt hết đi. Bên này có đủ chưa? Hả? Chị hết thì thiếu rồi mua nữa. Rồi ăn tiếp đi. Ăn mạnh mẽ đi. Hôm nay là được chuyện này trẻ con thì cũng biết bao nhiêu đứa nữa, thì rất là đông luôn. Rồi cho hết mỗi đứa là được hai gói như này rồi. Mấy đứa buổi sáng hay tập trung ra chỗ quán để chơi hả? Dạ. Buổi sáng hay ra đi chơi hả? Sáng nay thức dậy thì lên chỗ quán này mua ít đồ thì thấy là trẻ con rất là đông luôn mọi người. Nên là mình mua cho mấy em nhỏ mấy quả bánh ăn cho vui. Anh xong nhớ là rác là vứt một chỗ thôi nha, không được vứt lung tung nha. Dạ. Mấy cái này là giặt hết đi nè. Không được bỏ lung tung ở đây nha, mình giặt hết cái chỗ này đi. Không, cứ giờ ai vứt thì kệ họ, nhưng mà mình phải nhặt hết đi. Để chỗ làng mình nó được sạch sẽ nha. Rồi anh em giờ đi dọn rác hết đi. Để ở làng mình là nó luôn được sạch sẽ, không bị dính rác nha. Rồi. Chứ bây giờ mà cho các cháu ăn thế này mà vứt rác lung tung là người ta lại chửi chú đấy. Người ta là chú là cho ăn bánh kẹo vứt rác lung tung ấy. Nên là giờ vác lại phải dọn đi nha. Dọn từ bên này qua bên kia để tí nữa đào họ đốt cho. Đào bên nhà kia họ đốt cho nha. Anh xong đi rồi mỗi đứa một bì. Vứt đúng nơi quy định nha. Để chỗ kia để tí nữa người ta họ đốt. Cái này là chưa có đúng không? Rồi thì để bây giờ mua thêm. Bây giờ hai cái nữa đi, hai ba cái nữa đi, cho nhiều đi. Nó cầm ra nữa. Ở đây chia cho nó cho mấy đứa đến sau này. Đứa này có chưa? Rồi. Cầm chia đi, cầm mở ra chia cho hai cháu này đi. Mở ra chia đi. Chia cho một đứa hai gói. Nãy bên kia là có một đứa hai gói rồi. Nè, mở ra chia cho nó đi. Chia hết đi. Còn đứa nào tới nữa là mua tiếp.
À, mua chia đi. Chia cho một đứa hai gói luôn đi. Cho một đứa hai gói luôn đi. Nãy bọn này ở đây chia được hai gói hết rồi. Có hết rồi, bọn này có hết rồi. Ờ. Ừ. Chờ nó qua đã. Chờ nó qua, đứa nào chưa có thì kia. Đứa kia có chưa? Bên kia. Bên kia chưa có kìa. Đây này. Đấy này chưa có này. Tới đây. Cho nó hai gói luôn đi. Rồi, cũng sắp hết mấy đứa em nhỏ rồi. Làng này trẻ con nhiều không em? Làng này mấy em nhỏ nhiều không? Nhiều lắm à. Ra đây. Rồi chia hết cho nó đi. Mấy đứa này có phần chưa? Mấy đứa này nảy lấy chưa? Cho hai gói luôn đi. Rồi. Em thiếu là vô mua nữa. Ở bên đây, bên kia. Bên này nữa này. Thằng này có chưa? Chưa có à? Chưa có thì vô kia nhận quà đi. Hết rồi hả? Rồi, ăn đi, nhớ vứt rác ở một chỗ nha, không được vứt rác lung tung nha. Nè, đứa nào bỏ rác lung tung đây nè, nhặt đi giùm chú với. Đấy, thùng làng rất là sạch sẽ luôn nên không để đâu vứt rác lung tung được. Rồi, mấy em nhỏ chia xong hết bánh kẹo rồi, giờ đi về rồi. Ở làng đấy còn em nhỏ nữa không em? Hả? Em này có chưa? Em này có phần chưa? Em này nhỏ như cái kẹo nha. Đây là những tay nấm linh chi lim xanh mà mình đã đi thu hoạch được ở trong rừng đây cả nhà. Thì những cái loại nấm rất già thì khi mà đi thu hoạch thì sẽ chọn những loại nấm rất già nhé. Và khi mà đi thu hoạch xong thì mình sẽ để lại cái gốc như thế này để chứng minh là đây là loại nấm rừng chính hiệu nha cả nhà. Mọi người về chỉ việc là lấy bằng chải á, mọi người trà sơ cái gốc đất này ra là mọi người có thể là nấu nước hoặc là ngâm rượu uống nhé. Công dụng của nấm linh chi lim xanh này là nó hỗ trợ về những bệnh như là viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, men gan cao và nó chống béo phì nhé. Và nó đào thải mỡ thừa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể rất là tốt nhé cả nhà. Hiện tại thì mặt hàng nấm linh chi lim xanh này thì mình vẫn đang có cung cấp với cho mọi người sử dụng nhé. Và nếu mà muốn tốt hơn thì mọi người hãy dùng cái loại linh chi lim xanh này với loại hoa đu đủ đực hoặc là lá xạ đen thì rất là tốt nhé. Cái loại linh chi lim xanh này, nói chung là hoa đu đủ đực đen kết hợp với lá xạ đen rất là tốt thì nó sẽ ngăn ngừa những tế bào ung thư rất là tốt cho cơ thể mình nhé. Đây cả nhà, những cái tay nấm linh chi rất là già và rất là đẹp luôn. Khi mà đi thu hoạch trong rừng thì mình sẽ chọn những loại nấm rất là già nhé, chứ còn những loại nấm non thì mình không bao giờ lấy đâu. Mình sẽ để dành lần sau mà có dịp mình quay trở lại thì mình sẽ lấy tiếp. Còn không lấy được nữa thì người khác họ có đi tìm thì họ lấy thì duyên ai người đấy hưởng thôi cả nhà. Chứ còn khi mà nấm đảm bảo đủ già thì mình mới thu hoạch nhé. Đấy.